Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô bắt Ninh Văn Nơi cày cuốc khó nhọc, ưu ái em rễ bất tài nắp sau lưng ông tổng. Ở chế độ này, những tướng giỏi thường chỉ là công cụ, khó có thể tiến xa. Bản chất của chế độ này là vắt chanh bỏ vỏ, những người có tài thì có thể vẫn được trọng dụng, nhưng chỉ trong một giai đoạn ngắn rồi vứt bỏ mà không được tưởng thưởng xứng đáng khi còn hữu dụng thì còn được ưu ái cho thăng chức, khi hết giá trị lợi dụng thì vứt bỏ không thương tiếc. Và đây là hình đinh văn nơi được Tô Lâm dùng như công cụ. Trước đây, ông Nguyễn Việt Thành từng là tướng công an có tiếng tầm, ông từng làm giám đốc công an tỉnh Tiền Giang với nhiều chiến công lẫy lừng. Thời tướng Nguyễn Việt Thành làm giám đốc công an tỉnh Tiền Giang, cánh tài xế rất ngán khi phải lái xe qua khu vực này bởi công an ở đây vào thời điểm đó rất nghiêm và ít chịu ăn hơn những công an tỉnh khác. Năm 1999, ông được bổ nhiệm làm phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, phụ trách cụm 3 Tổng cục Cảnh sát phía Nam. Ông được phân công làm trưởng ban chuyên án triệt phá tổ chức tội phạm do Năm Cam cầm đầu. Đây được xem là vụ án liên quan xã hội đen lớn nhất từ trước tới nay. Sau khi chỉ đạo đánh án Năm Cam xong, ông Nguyễn Việt Thành bị tố là lạm quyền và được cho về hưu. Cấp hàm cao nhất của ông là trung tướng và chức vụ cao nhất là phó chánh văn phòng, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Bất kỳ một ông tướng công an dám nghĩ, dám làm nào cũng có thể bị tố là lạm quyền nếu hết thời. Việc ông Đinh Văn Nơi mang quân đến tận Hải Phòng bắt Nguyễn Đình Đương Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, vào tối ngày 13 tháng 3 vừa qua cũng có thể sẽ bị tố là lạm quyền một khi ông nơi hết giá trị sử dụng đối với Tô Lâm. Hiện nay, ông Đinh Văn nơi đang rất hữu dụng bởi ông có năng lực và đang tả xung hữu đột theo lệnh Tô Lâm. Tuy nhiên, có khả năng tương lai của ông Đinh Văn nơi cũng sẽ giống như ông Nguyễn Việt Thành trước kia bởi ông nơi không phải là nhân vật có thế lực mạnh so với những người cùng trang lứa trong ngành, đặc biệt là so với em rể Tô Lâm, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn. Hai người này khác nhau một trời một vực về năng lực và thế lực. Và đây là hình ông Vũ Hồng Văn, em rể ông Tô Lâm, một tướng công an đầy tài tiếng. Ngày 27 tháng 11, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trang trọng tổ chức lễ thông báo quyết định của Ban Bí Thư về công tác cán bộ. Ông Tô Lâm, anh vợ của Vũ Hồng Văn, chủ trì buổi lễ. Việc đẩy Vũ Hồng Văn vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cách giúp ông Văn thoát khỏi bị soi ra sai phạm. Bởi cơ quan này được xem là công cụ của Tổng Bí Thư chuyên đi soi người khác, chứ chẳng ai dám soi người của cơ quan này. Ẩn nắp ở nơi này vừa được ăn uống no say, vừa được an toàn và vừa dễ lên chức. Ủy ban do ông Trần Cẩm Tú đứng đầu, nắm toàn quyền sinh sát với các bản thông báo hạch tội, đề nghị xử lý các quan chức có sai phạm đến mức phải kỷ luật và gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của đảng. Ở đây, xem như ông Vũ Hồng Văn có chỗ ẩn nắp rất an toàn. Và đây là hình ông Vũ Hồng Văn được nấp sau lưng cụ tổng rất an toàn. Từ năm 2018 đến nay, ông Văn lần lượt làm giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai và cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ. Đáng nói ở mỗi vị trí, ông Văn chỉ tại vị 1-2 năm là được bộ công an tín nhiệm trao cho ghế mới. Hồi cuối tháng 6, theo tờ Thanh niên ông Vũ Hồng Văn còn được ông Tô Lâm trao huân chương quân công hạng nhị. Dân Đồng Nai cho biết, Công an tỉnh Đồng Nai dưới thời Vũ Hồng Văn từ năm 2019 đến tháng 7 năm 2022 liên tiếp bị tố cáo nhũng nhiễu, bảo kê cho các hãng xe khách chạy qua tỉnh này. Trước sự bất bình của công luận, một bản tin của Bảo Người Lao Động hồi tháng 4 năm 2020 cho biết ba trưởng phòng của Công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức cùng lúc do có những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác. Dù vậy, ông Vũ Hồng Văn vẫn được tín nhiệm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Bắc Đinh Văn Nơi cày cuốc khó nhọc, ưu ái em rể bất tài nắp sau lưng ông Tổng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Đê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhận hối lộ không vụ lợi, sự ngụy biện, chủ trương chạy tội cho bộ máy tham nhũng, cư dân mạng đi từ ngạc nhiên đến phẫn nộ. Khi biết tin tại cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương chiều ngày 22 tháng 11, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, số tiền thiệt hại và nhận hối lộ trong vụ án Vạn Thịnh Phát là lớn nhất chưa từng có từ trước đến nay. Theo ông Nguyễn Văn Yên, những người nhận số tiền hối lộ lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì mới bị truy tố, xét xử, còn người nhận ít, không vụ lợi sẽ không bị xử lý về mặt hình sự mà chỉ bị xử lý về kỷ luật đảng và hành chính. Và đây là hình Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên trong buổi họp báo ngày 22 tháng 11. Khái niệm nhận hối lộ không vụ lợi sẽ không bị truy tố của người đại diện cho cơ quan chống tham nhũng bị dư luận đánh giá là một sự ngụy biện và thách thức công luận. Bởi một lẽ tự nhiên, trên thực tế, không có ai là người dưng nước lã lại tự nhiên đưa cho người khác một món tiền lớn mà lại không hy vọng và mong đợi nhận lợi ích từ người nhận tiền hối lộ. Theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt, bản thân động từ vụ lợi cũng được dùng để chỉ việc mua cầu lợi ích riêng cho cá nhân. Theo quy định của Bộ Luật Hình Sự, thì vụ lợi là trường hợp người phạm tội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền để chiếm đoạt lợi ích, vật chất hoặc phi vật chất không chính đáng cho mình hoặc cho cơ quan, tổ chức, cũng như cá nhân khác. Nói ra để thấy, khái niệm nhận hối lộ, tham nhũng nhưng không vụ lợi chỉ là sự ngụy biện, kiên cưỡng mà mục đích duy nhất là để chạy tội cho các quan chức đã tham nhũng. Trong khi đó, ý kiến của giới luật sư cho rằng không nên đưa ra khái niệm nhận hối lộ không vụ lợi sẽ không bị truy tố. Mà tất cả những ai đã phạm tội nhận hối lộ, theo quy định của luật pháp, đều phải bị truy tố xét xử, như vậy mới đảm bảo sự công bằng. Bản kết luận được Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 của Bộ Công an cho biết, tất cả 18 thành viên của đoàn thanh tra liên ngành đến thanh tra ngân hàng SCB đều nhận tiền hối lộ để thay đổi kết quả thanh tra, che giấu sai phạm của ngân hàng này. Nhưng trong đoàn thanh tra có 7 người thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, và Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia lại được miễn truy tố vì đã nộp lại một phần hay toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Và đây là hình vợ chồng bà Trương Mỹ Lan được trao tặng huân chương lao động hạng 3. Lý do 7 thành viên này không bị khởi tố, theo báo Dân Trí ngày 26 tháng 11 là tuy họ có những sai phạm trong quá trình thanh tra và nhận tiền, nhưng vai trò của họ là cấp dưới đồng thời chỉ tham gia một phần việc nhất định. Về số tiền nhận hối lộ, dân trí cho biết, về số tiền vụ lợi, ông Thịnh, bà Hương và ông Linh chủ động khai báo có 4 lần nhận tiền, trong đó hai lần trả lại, mỗi lần người nhận và sử dụng 100 triệu đồng. Bà Nguyễn Hà Linh khai báo được SCB đưa tổng cộng 6.000 đô la và 50 triệu đồng. Ông Bách, bà Trang và bà Thùy Linh khai được SCB đưa nhận 9.000 đô la và 100 triệu đồng cho mỗi người. Theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi, tội danh nhận hối lộ được quy định rõ trong trường hợp phạm tội có tổ chức nhận hối lộ từ 2 lần trở lên, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, mức án cao nhất với tội danh nhận hối lộ lên đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Xin được nhắc lại, liên quan đến đại án Việt Á, ông Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch Hà Nội, vì lý do không biết trong túi sách do ông Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á để lại, có chứa 200.000 đô la nên không bị truy tố tội nhận hối lộ. Và đây là hình tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng. Ông Chu Ngọc Anh khai tại cơ quan điều tra là ông không trao đổi bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất trước với Phan Quốc Việt về việc đưa nhận tiền, đồng thời cũng không gây khó khăn nhằm mục đích ép ông Việt phải đưa số tiền vừa kể. Ví dụ về trường hợp ông Chu Ngọc Anh đã nhận 200.000 đô la, cho thấy khái niệm nhận hối lộ nhưng không vụ lợi, chỉ là sự ngụy biện và không theo bất kỳ một chuẩn mực pháp lý hiện hành nào của Việt Nam. Đây thực chất là một chủ trương dung túng cho tham nhũng chạy tội cho cả một bộ máy tham nhũng khổng lồ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với cách hành xử này thì sự sụp đổ của chế độ là điều không thể tránh khỏi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin nhận hối lộ không vụ lợi, sự ngụy biện chủ trương chạy tội cho bộ máy tham nhũng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới